Ngủ hết rồi. Anh yêu, chờ em nhé. Ờ, mẹ đi đâu ấy nhỉ? Bố ơi, dậy đi. À, có chuyện gì đấy? Bố ơi, mẹ đi đâu đấy? Hướng kia kìa. Quả là một ngày tuyệt đẹp. Dây chuyền cũng đẹp nữa. Ôi, em yêu đấy à. Anh yêu của em, đẹp trai quá. Có quà cho em đây. Wow, em xin, anh yêu tuyệt vời nhất. Đi thôi nào. Mẹ ơi. Vợ ơi, thế này là sao? Mẹ ơi, đừng đi. Đừng bỏ con. Em nỡ bỏ bố của anh sao? Em, đi theo anh, em sẽ có cả chiếc xe này nữa. Đây này. Buông ra. Tôi không thể sống nghèo khổ như thế này mãi được. Tặng em yêu nữa này. Mình đừng đi. Đừng mà mẹ ơi. Con đi với mẹ đi. Bỏ con bé ra. Hút ra. Đồ nghèo hèn. Đừng đi mà. Đừng mà. Suốt ngày phải ở nhà chán quá. Chán thật đấy. Mình đói bụng quá. Nhà có gì ăn không nhỉ? Mẹ ơi, con đói rồi. Mẹ ơi. Ôi, bình hoa mới. Nhìn lạ thế nhỉ? Ôi trời ơi, bình của tôi. Mày có biết là nó rất đắt không hả? Con không biết. Biến ngay cho tao. Anh uống nước đi. Còn nó lỡ tay thôi mà anh. Phòng này của ai vậy nhỉ? Thấy ghê ghê à nha. À, vậy thế này. Ôi, tôi chết. Mong là không có ai phát hiện. Quái vật Kitsy ư? Eo ôi, đồ gì ghê vậy? Những hình ảnh này là sao? Là ảnh của mẹ. Lẽ nào? Xem gì đấy? Đừng có kêu, cô bé lạc đường à. Không được nói với mẹ mày nghe chưa? Buông ra. Ôi, cái xì của anh không sao chứ? Cứ đợi đấy. Mình có nên nói với mẹ không nhỉ? Không được. Hay, bực thế nhỉ? Con gái, sao đấy? Mẹ đi ra đi. Lại dỗi mẹ à? Mẹ ơi, chú Cơ là người xấu đấy. Con đừng nói xấu chú ấy như vậy. Mẹ. Ê, biết ngay là mẹ không tin mình mà. Phải làm sao đấy? À, gọi cho bố. Alo, bố ơi, đến đây ngay đi. Có thích không? Ui, em thích quá. Đếm có sướng không? Nào, uống đi để có sức đếm tiếp. Em xin. Uống đi, uống nhiều vào nhé. Ôi, em chóng mặt quá. Đau đầu lắm, chóng mặt lắm, đúng không? Đây là đâu? Trật tự nào, tôi có quà cho em đây. Thuốc biến hình đấy. Nào, chuẩn bị nhé. Cái miệng xinh đẹp này. Uống đi nào, dừng lại. Buông ra, ngươi định làm cái gì? Trả cho ta. Đưa đây. Mẹ ơi, nhanh lên, chạy thôi. Cô. Thế này là sao? Nhanh chân lên. Con có sao không hả? Dạ, con không sao đâu. Em có sao không? Trước khi em... Mẹ ơi, đánh đi. Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta về nhà thôi. Sau khi trải qua thử thách, gia đình Jackie đã được đoàn tụ trong hạnh phúc. Chút thượng lộ nằm ngang nhé. Mình đi thôi anh. Xung quanh không có ai, cho anh thơm một cái nhé. Này, thơm này. Ây da. Anh làm sao vậy? À, anh không sao. Thôi, anh về đây. Xe bị sao thế? Ai đã làm gì với xe của mình vậy? Anh có sao không? Anh không sao, nhưng mà không biết tại sao xe lại bị thế này. Có ông trời mới biết tại sao nhé. Ui dạ.
một quả táo sao tôi? Tụt hết cả tâm trạng. Đúng là bực hết cả mình. Hôm nay mới như vậy vẫn chưa đủ với ông ta. Ông cứ đợi đấy, tôi vẫn còn rất nhiều trò đang đợi ông phía trước đó. Một năm trước. Anh đừng bỏ mẹ con em ở lại nha. Em à. Bố, anh đừng chết mà. Em xin anh, bố ơi. Tặng em cái này, chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Không, không ai có thể thay thế cho bố của mình được. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Con sẽ không cho phép ai cướp mẹ khỏi bố đâu. Con hứa đấy. Cái gì thế kia? Mình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Hả? Tiếng gì vậy? Jackie, con đang làm cái gì thế hả? Đứng lại đó. Mày đang nói chuyện với con mà. Em bình tĩnh, thằng bé vẫn còn là trẻ con mà. Để anh dọn cho. Càng ngày Jackie càng hơi nha. Ôi đói quá. Không có ai ở nhà sao? À, mình có ý này. Cuối cùng cũng có dịp dùng bơm thối này rồi. Phải giấu xuống đây mới được. Tiếp theo là mù tạt. Bôi hết vào đây nào. Cuối cùng là nước muối nào. Mình thật thông minh quá đi. Hả? Mẹ về rồi sao? Cái tủ đó đẹp quá anh ha. Chúng ta sẽ mua nó cho chắc kia. Ơ, cái gì thế này? Xấu hổ quá. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ đó là của mình. Anh ăn bánh đi. Hả? Cay, cay quá. Anh à, anh làm sao vậy? Nè nè, uống nước đi. Nước này. Anh bị sao vậy? Hôm nay nấy bị làm sao vậy nhỉ? Nước này hình như có vấn đề. Chắc chắn lại là trò của Jackie rồi. Chứ mẹ nhìn. Đáng đợi ông ta. Lại thua rồi. Jackie chơi game à? Bố chơi cùng với nhé. Ai thèm chơi với ông chứ? Tránh ra. Kìa Jackie. Ông ta dựa vào đâu mà muốn chơi game với mình chứ? Mẹ, lại đây nào con trai. Mẹ con mình cùng chơi đá bóng nhé. Dạ vâng. Mẹ, mau ném bóng lại đây nào. Mẹ đón lấy này. Con bắt được rồi. Anh ơi, vào đây chơi với mẹ con em. Anh đến đây. Cái gì cơ? Được thôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là chơi ném bóng. Mẹ bắt lấy. Nào, bắt lấy này chắc kia. Hãy xem đây. Đón này. À, nổ này. Dạ, chết này. À, chết này. À. Ôi, à. Trời ơi. Muốn chơi với tôi sao? Anh à, anh ổn chứ? Anh ổn, anh không sao đâu. Ôi trời, rụng răng rồi. Dụng có mỗi một cái răng ấy mà, chuyện nhỏ thôi. Lê lê, xuống răng kìa, lê lê lê. À. Kìa, em làm cái gì vậy hả? Mẹ đánh con ư? Con ghét mẹ. Jackie. Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. À, không. Cứu con với, con chưa muốn chết. Cứu con với. Trời ơi, Jackie, bố đến đây. Đừng sợ, bố ở đây rồi. Đừng sợ, bố đây rồi. Nhất định hai bố con phải sống đi nhé. Giúp anh nào. Ôi da. Để anh hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Jackie, tỉnh lại đi con. Sống rồi. Thằng bé tỉnh rồi. Lần sau con đừng như thế nữa nhé. Mẹ sợ lắm. Con không sao là tốt rồi. Chú ấy đã không quản nguy hiểm nhảy xuống cứu mình. Vậy còn Jackie liền nhớ về những ngày tháng sống cùng nhau. Hết lần này đến lần khác đều nghĩ cách phá phách trêu chọc người nhện. Jackie vẫn luôn nghĩ người nhện là người xấu vì đã cướp đi mẹ của mình. Nhưng có lẽ Jackie đã sai rồi. Bố, Mình có nghe lầm không nhỉ? Bố, con cảm ơn bố đã bao dung cho những lỗi lầm của con. Với những nỗ lực chân thành của mình, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với người nhện. Mẹ ơi, mau lại đây này. Một mình khó chịu quá. Mẹ à, mau ngồi xuống đây nghỉ đi. Mẹ đã thấy đỡ đau chưa? Con trai của mẹ chu đáo quá. Ôi, bộ thuốc lá ở đâu vậy nhỉ? À, kia rồi. Phải đảm bảo chú ấy mới được. Chú ơi, chú không được hút thuốc gần phụ nữ có thai. Ồ, chú xin lỗi nhé. À, đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ nhìn con làm như kia có được không? Thông minh ghê. À, mẹ sao vậy? Xung quanh không có ai cả. À, đứng lại đã.
cậu làm cái gì vậy? Mẹ cháu mang bầu, đang đau bụng lắm. Đang bầu hả? Nhanh lên nào. Ôi trời ơi, mẹ cậu sắp sinh rồi, phải được quấy đi viện mới được. Ôi em bé xinh quá. Sao rồi, sao rồi? Bố mau lại đây đi. Vậy là sau này con được làm anh rồi đó Jackie. Em gái ơi, đừng khóc mà. Anh đây, anh đây. À chạy một tí nha. Cậu sữa đi nào. Uống đi anh thương. Ơ Jackie, nhìn anh em nó biết yêu thương nhau như vậy tốt quá. Sợ chưa? Cái ô tô này làm sao vậy nhỉ? Mình phải tìm bố chơi cùng mới được. Bố ơi, ra chơi với con đi. Con không thấy em vừa mới ngủ à? Nhưng mà Jackie không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến hồi trước bố luôn tranh thủ chơi cùng với mình bất cứ khi nào bố có thời gian, còn mẹ thì luôn yêu thương chiều chuộng từng chút một. Tất cả sự quan tâm của bố và mẹ đều dồn vào một mình Jackie. Nhưng giờ đây thì thôi vậy. 10 năm sau. Găng tay con vật này hay thật đấy. Chơi cái này hết vui rồi. Wow, cái xe đó đẹp quá. Mình phải lấy nó xuống mới được. Đây rồi. Anh ấy vẫn chưa phát hiện ra kìa. Hả, em ấy đang chơi cái gì kia? Trả đây. Hả, đây là xe của anh mà. Em chơi cái khác đi. Không, em đừng có kêu nữa. Jackie. Ờ mẹ. Suốt ngày trêu chọc em vậy hả? Đưa đồ chơi cho em ngay đi. Đừng để mẹ thấy chồng chạy nhau lần nữa đấy. Nè, cầm đi. Hả, anh cứ cẩn thận đó. Em đừng cậy có bố mẹ mà quá đáng nha. À, bố về rồi. Wow, ô tô đẹp quá. À, bố đã về. Bố mua cho con à? Không, cái này bố mua cho em. Con cảm ơn bố. Đáng trời, không phải việc của mày. Anh có thích nhìn mắt bố không hả? Em dám, tức quá đi. Em chẳng thèm, chả là anh đó. Bố ơi, mẹ ơi. Xe của mình hỏng rồi. Con gái, con sao vậy? Em ấy phá hỏng đồ chơi của con. Chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Vỡ thì thôi, bố mẹ chỉ biết bên em ấy thôi. Mẹ đánh con sao? Con ghét mẹ. Mình vừa tát thằng bé sao? Đồ đáng ghét. Jackie à, bố mẹ phải đi có việc. Con ở nhà trông em cho bố mẹ nhé. Con không trông được đâu. Con cãi lời mẹ đúng không? Không, con làm mà. Chỉ biết là mẹ bực mình thôi à. Ai gọi mình thế nhỉ? Xuống đi chơi với tớ đi nào. Tớ xuống đây. Em định đi đâu đó? Đây là bóng của anh. Đưa cho em. Bỏ ra. À, bóng của em. Bố mẹ không có ở đây đâu. Khóc đi. Ừ nhỉ, mình quên mất. Anh ấy ngủ chưa nhỉ? Anh ấy ngủ sai rồi. Che mắt anh ấy đi đã. Bây giờ thì quả bóng này sẽ là của mình. Đói quá, không biết có gì ăn không nữa. À, đây rồi. Cậu cùng làm gì đó? Mau ra đây chơi đi. Tớ đến đây. Vì mãi chơi mà chắc khi em quên không tắt bếp, lửa bắt đầu cháy lan ra. Ơ, mùi gì vậy? em gái đâu rồi? Trời ơi, cháy rồi. À, nóng quá. Em gái, em ở đâu? Em có ở đây không? Không thấy con bé đâu cả. Trong khi Jackie đang hớt hải tìm em trong hoảng loạn, thì một bên, em gái Jackie vẫn đang vui đùa với bạn mà không hề biết mình đã gây ra chuyện mà sẽ làm cho cô phải hối hận khôn nguôi. Chết rồi, sao vậy mình lại trái thành như vậy chứ? Em không được vào đó. Nhưng cục bom của chúng ta. Bình tĩnh lại nào. Vợ à, em mau tỉnh lại đi. Hả, chơi.
cháy rồi. Trong đầu Jackie em lúc này chợt lóe lên hình ảnh bản thân bật bếp rồi đi chơi mà quên tắt bếp. Ôi không, bố mẹ, anh Jackie. Kìa, bố mẹ, vợ ơi, em mau tỉnh lại đi, bố mẹ đây rồi. Chuyện gì vậy? Sao mình không thể chạm vào ai được thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Chẳng nhẽ mình đã chết rồi sao? Anh Jackie, em mang ô tô bản thân đến đây nè. Em xin lỗi, em sai rồi. Em gái. Thôi, em đừng buồn nữa. Jackie là do mẹ không tốt. Bố mẹ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Mẹ ơi, nếu không phải do mình thì mọi chuyện đã không như thế này. Alo, tôi nghe. Chuyện gì vậy? Vâng vâng, tôi đến ngay đây. Bác sĩ, thằng bé đâu? Tình hình con của tôi thế nào rồi? Anh chị bình tĩnh, chuyện là thế này. Ôi không, trong nhà vẫn còn một đứa trẻ. Ô tô của em gái. Ra khỏi đây thôi. Đây là thứ mà thằng bé cầm chặt khi tôi tìm thấy nó. Đây là ô tô của con mà. Trong lúc nguy hiểm vậy mà anh ấy vẫn nhớ tới mình. Anh, em thật sự xin lỗi. Anh ơi, anh nhất định phải tỉnh lại đó. Từng giọt nước mắt hối hận của em gái Jackie rơi xuống trúng vào người Jackie, khiến một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Linh hồn Jackie biến thành một con bướm và bay đến bên cơ thể và biến mất. Ôi khó chịu quá. Jackie, bố mẹ, em gái, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi. Anh ơi, anh tha thứ cho em nha. Ừ, mọi thứ qua rồi,